How could I Oh, in that area, the another little I cannot have done. That long ago, you wait, then, the other man, but I made good of. The more I did, I'm going to pay. Được phép của các anh chị trong nhà là tôi xin thay mặt cho gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các ông bà, các bác, các dì dưỡng, các cô chú, các họ hàng, nội ngoại, các gia đình thông gia, các bà con và các anh chị em bạn bè thân hữu xa gần đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa má bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, một lần nữa xin gửi lời tri ân cảm ơn đến tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng không quên xin cảm ơn ban tổ chức tang lễ Tóc Hiêu đã tận tình giúp đỡ cho gia đình để tổ chức lễ tang được chu toàn và trang trọng. Trong lúc tang gia rất bối rối, tang lễ rất nhiều điều sơ suất, gia đình chúng tôi mong được nhận sự cảm thông và lượng thứ. Chúng tôi xin thành tâm tri ân cảm tạ. On behalf of our entire family, I would like to thank all of you for coming to our mother's funeral, especially those of you who have traveled very far from here. Thank you all for taking the time to join our family on this very difficult time. With your presence, it means so much to our family. And I know it would make my mother so happy to see all of you here today. Again, it's a sincere thank you for our family. Thúc cũng xin thành kính và gửi lời cảm tạ và tri ân đến thầy Đức Viên Thông đã giúp đã thành công đến đây và giúp gia đình chúng con làm như vậy là một tang lễ. Thì và sau đây thì sau khi mà thì con cũng có chút thông báo là sau khi mình rời cái con tài chúng ta nghĩ điều ở Hà Châu thì con xin mời tất cả quý vị mình sẽ có một buổi tiệc chay nho nhỏ của tiệc gia đình thì mời tất cả quý vị thì đắt nữa đây cho những người đồng tài xế thì sẽ phát cái địa chỉ gửi địa chỉ cho quý vị chạy xe tới đó từ đây tới 5 phút thôi quý vị ráng chiến thắng chút thời gian mình đợi tới mình có một cuộc họp rồi mình có một buổi tiệc ăn chay rồi cho nó và một chút ha rồi xin quý vị rồi nếu mà có những gì sơ sót trong lúc tăng ra bối rối thì có gì sơ sót thì quý vị tha thứ và bỏ qua cho ha. Cảm ơn quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Tiếp Ma Chăng.